có ít nhất 2 tấn tiền cổ vừa được người dân trục vớt trái phép từ con tàu đắm vừa mới phát hiện ở vùng biển Bình Châu, tỉnh Quảng Ngãi. Và những ngày này, vẫn có rất nhiều những người dân đổ xô đến khu vực này để có thể tìm vận may cho riêng mình. Tàu đắm chứa tiền cổ này cách bờ khoảng 100 mét, gần con tàu từng được khai quật hồi năm ngoái. Theo các chuyên gia khảo cổ có mặt ở hiện trường, ít nhất 2 tấn tiền cổ niên đại từ thế kỷ 9 đã bị hơn chục ngư dân lấy trộm mang bán. Trước tình hình này, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi đã đề nghị công an, bộ đội biên phòng tăng cường bảo vệ, áp dụng chế tài mạnh như tịch thu phương tiện, xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những tổ chức cá nhân có hành vi xâm phạm đến di sản. Đồng thời tổ chức họp dân tuyên truyền bảo vệ, nhưng nạn trục vớt cổ vật trái phép vẫn diễn ra. Trước đó, các nhà khoa học khảo sát sơ bộ trong phạm vi 10 km2 ở khu vực này đã phát hiện 10 tàu cổ đắm, trong đó 2 con tàu đã được khai quật, số còn lại có nhiều cổ vật gốm sứ, vật dụng thủy thủ đoàn được xác định với nhiều niên đại khác nhau, từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18 nằm gần bờ.